say làm tôi khát khao, trao nhau tin yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng khi đôi tim dùng tiếng yêu thương. Đừng ngại chi vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi. Dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay, lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình già nua thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Sẽ mãi chỉ chờ cho em một đời về sau, mãi vẫn tin cho em một bờ vai ấm êm. Khi em yêu lòng, khi em mỏi mệt, anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Ca quét đi, happy,
vì sao chiếu sáng wedding. Happy, happy wedding. Happy, happy wedding. Happy, happy wedding. Happy, happy gái của Bích. Còn phía bên
ngoài của chị Nga đấy là có ba chị cả, tức là mẹ của tôi. Năm nay là cũng gần 80 tuổi rồi. Còn ở đây là ông Bích thì gia đình ông nội đã là biết rồi. Đây là bà Nga, mẹ của chị Hằng là nội chúng ta biết rồi. Đây là ông Cầu, tức là anh của là bà Nga. Còn ở đây thì còn rất nhiều, nhưng mà vì điều kiện đấy là trong khuôn viên này chỉ còn ta gặp nhau còn nội thân hơn, còn thanh niên người anh em người ngoài đã ở ngoài để lần nữa xin thay mặt cho họ đường những gái xin cảm ơn tỷ lệ của những gái và xin trân trọng cảm ơn chúc sức khỏe là mọi những gái luôn luôn mạnh khỏe thành đạt trong cuộc sống, xin chân thành cảm ơn.
đường mới từ nay trong tim. Đã có nhau trong đời, buồn vui chia nhau, tình yêu còn mãi, niềm tin bên nhau. Dẫu tát biển đông cùng cạn, hòa chung câu ca, say đắm giai điệu hạnh phúc. Chào cô dâu xinh, bên chú rể anh tài, cùng nhau chung vai, đắp xây ngày mai. Chợt nhận ra đã từ lâu lắm rồi, kể từ khi
dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi nhé. Yes, chúng ta bạc hai mái đầu, chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió. Quý viện trưởng, một lời kính chúc sức khỏe, một lời chào hạnh phúc, chúc cho đoàn trẻ viết tắt trong
nói được rằng thời gian qua đi, quả đất quay tròn, tình bạn và tình yêu đã đưa hai người đến với nhau. Hôm nay đây, trong một bầu không khí tuyệt vời của cuối mùa thu 2017, quý vị và các bạn chúng ta lại nhận được trên tay cánh thiệp hồng báo tin vui của ngày lễ đón trẻ Hồng Trung Sánh Chuyên Đất Nông cùng với cô Sơn Ngọc Hằng. Bằng tất cả những tình cảm chân thành yêu mến, các bạn trẻ đã chọn được ngày này tháng tốt để tổ chức lễ thành hôn cho mình. Phát trong khoảnh khắc thiêng liêng trong đại nhất của cuộc đời đón trẻ, xin chân thành kính mời quý vị trưởng hãy ngừng mời hòa đồng hướng mắt lên lâu đài tình ái để cùng chứng kiến một đóa hoa tươi thắm, một hương vị ngọt ngào của tình yêu, sự hiện diện của đôi tân lang và tân nương, hai công dân mang quốc tịch Việt Nam trong trang phục truyền thống lộng lẫy hiện diện trước đại hòa. Ra mắt cúi chào và cảm ơn tới toàn thể quý vị trưởng và ban tổ chức. Chúng tôi xin được trịnh trọng công bố buổi lễ đăng quang mừng hạnh phúc của đoàn trẻ Hồng Trung Ngọc Hằng chính thức cho đoàn đoàn bắt đầu mở trường và đoàn đất nam nhật trở vô tình yêu của đoàn trẻ trong buổi tối nay. Kính thưa quý vị, thân toàn thể huân trường, trong buổi lễ đăng quang mừng hạnh phúc của đoàn trẻ đã đón nhận rất nhiều những tình cảm đến từ cô bác anh chị và bạn ta và nhận được lời ủy quyền đến từ sắc tộc nội ngoại đôi bên. Ekip thực hiện những làm chương trình nối nhịp cầu duyên, ban tổ chức tôi xin thay lời về phía gia tộc nội ngoại của cô dâu và chú rể trân trọng kính chuyển lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới sự hiện diện có mặt của các ông các bà, cô dì cú, bác cậu mợ, bạn bè nam nữ thanh niên gần xa. Chúng ta đã không quản ngại đường xá xa xôi, bất chấp thời gian và ngọc trên tư, cùng trở về đây chung vui chúc phúc, chia sẻ niềm vui niềm hạnh phúc với đại gia đình họ nhà trai của chúng tôi, để cảm tạ tất cả tấm tâm tình đó. Về phía đại diện diện của gia đình họ nhà trai, chúng tôi đã trang hoàng một bữa tiệc vô cùng thoải mái và ấm cúng thân mật như một lời tri ân cảm tạ gửi tặng tới tất cả những tấm chân tình cô bác anh chị. Vậy ngay giờ phút ở đây, xin chân thành kính mời chúng ta hãy cùng nhau bật chai khai nắng và cùng nâng tiệc chúc phúc tới ngày lễ trăm năm hai con hai cháu của chúng tôi trong buổi chiều nay. Vâng, vừa rồi đó là những lời phát biểu thay cho lời cảm ơn chân tình đến từ gia tộc nội ngoại. Chúc mừng. Vâng, buổi lễ đăng quang mừng hạnh phúc của đoàn trẻ đã chính thức bước vào live show ca nhạc trong buổi trưa nay. Ngay giờ phút ở đây để khai màn cho live show ca nhạc đó, xin chân thành kính mời hai nốt nhạc đầu tiên, hai nốt nhạc thong và trầm, chúng ta hãy cùng tay trong tay chính thức trao tặng cho nhau cặp vòng yêu thương, cặp vòng nhẫn cưới thời nguyện chưa ta các đất chọn đời bên nhau. Một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chúng ta đến với thủ tục trao nhẫn của đoàn trẻ trong buổi trưa nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Em chờ đợi biết bao năm rồi, anh đã sống những ngày đơn côi. Từ đây một vui sắt chia, hãy vững tin bờ vai anh nhé. Em chỉ cần có anh trong đời, ta cho nhau giấc mơ tuyệt vời. Hãy cầm tay em, hãy cầm tay anh, mình sẽ bên nhau mãi mãi. Anh trao cho em chiếc nhẫn bình thường, tuy rằng không phải nhẫn kim cương nhưng mà chất chứa tình thương dạt dào. Yêu anh lắm phải không nào? Để anh đeo nhẫn cưới vào cho em. Hả? À, cái gì á? Hôn á? Vâng, vừa rồi chú rể nói gì tôi không nghe rõ lắm, nhưng mà chắc là một điều gì đó vô cùng bí mật. Xin hỏi quý vị và các bạn chúng ta có muốn được chứng kiến nụ hôn ngọt ngào say đắm và đôi trẻ chính thức dành tặng cho nhau ngay giờ phút này đây không ạ? Vâng, hôm nay đây sân khấu là của hai bạn, tình yêu là của hai bạn, và ban tổ chức tôi rất là mong muốn những tình cảm của các anh chị chúng ta sẽ được chứng kiến một tình yêu vô cùng viên mãn, một tình yêu mà hai bạn chúng ta sẽ nắm chặt tay nhau đi đến suốt cuộc đời, và nó sẽ được minh chứng cho tất cả những điều đẹp đẽ nhất trong buổi trường hôm nay. Và một trong những thủ tục không thể bỏ qua được của tất cả các cặp đôi uyên ương trong ngày lễ trăm năm, ban tổ chức tôi sẽ dành ra một thời lượng vô cùng thoải mái để cho được tân lang và tân nương chính thức trao tặng cho nhau một nụ hôn ngọt ngào say đắm. Một, hai, ba, xin mời. Cô dâu không làm tốt là em xin làm thay đấy. Vâng, xin chân thành cảm ơn hai bạn, chúc cho đôi trẻ trăm năm tình viên mãn bằng đồng nghĩa phu thê. Và ngay sau đây xin trân trọng kính mời tới tất cả những tình cảm về phía gia đình họ nhà trai với những tấm lòng vàng thề ngọc của mình. Tôi xin trân trọng kính mời và giới thiệu món quà đầu tiên đến từ phía gia đình họ nhà trai, đó là món quà đến từ người mẹ, người thân sinh ra chú rể Hồng Trung sẽ có món quà đặc biệt trao tặng cho hai con trong ngày lễ trăm năm. Xin trân trọng kính mời và giới thiệu mẹ. Vàng ngọc đến từ người mẹ, người thân sinh ra chú rể Hồng Trung sẽ dành những món quà tâm đắc ý nghĩa chúc phúc tới ngày lễ trăm năm của hai con. Dù cho con mang bao nhiêu
inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. Vẫn còn một chiếc nhân được ôm nhau cái đi. Em rất tuyệt vời ngọt ngào. Chúng tôi muốn quý vị chúng ta lưu lại khoảnh khắc này. Chúng tôi cũng muốn quý vị chúng ta hãy lưu ý đến những khoảnh khắc này và hãy ghi nhớ tới ngày lễ trăm năm của đoàn trẻ với những sự vun đắp và xây dựng quốc chồng đến từ các cộng đồng ngoài đất thôi. Xin quý vị chúng ta dành tặng cho tinh thần ra lời một chào đón cho cộng đồng trong buổi tối này. Này, ban tổ chức tôi xin được trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình đến từ gia đình họ nhà gái của cô Châu Ngọc Hằng, đại diện của đại gia đình họ nhà gái ông Nguyễn Ngọc Bích và bà Nguyễn Thị Nga cũng ngụ tại xóm 8 Hưng Chính, thành phố Vinh, Nghệ An đã đưa cô dâu của chúng ta Ngọc Hằng trở về với tư gia của đại gia đình họ nhà trai một cách chu đáo và nhanh chóng nhất. Cũng trong chương trình này, ekip thực hiện những làm chương trình nối nhịp cầu duyên của chúng tôi xin chúc riêng cho mối tình thâu xa của hai bên mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững. Xin chúc cho hai bạn hãy biết sống như thế nào, chọn đạo làm con, mãi xứng với câu danh ngôn rằng sư hiền quanh năm vui lòng mẹ, dê thảo bốn mùa đẹp ý cha, và sẽ là vô cùng thiếu sót nếu như ban tổ chức tôi không nêu lên một trong những cái tên vô cùng quen thuộc, đó chính là những món quà vô cùng đặc biệt đến từ hội người bạn thân và rất thân của chú rể Hồng Trung chúng ta trong buổi trưa nay. Tôi xin trân trọng kính mời đại diện của nhóm bạn thân và rất thân của chú rể Hồng Trung chúng ta cử đại diện bước lên sân khấu trao tặng món quà thật tâm đắc và ý nghĩa, gửi lời chúc phúc năm năm tới ngày lễ của hai bạn. Xin trân trọng kính mời. Một trong những người bạn thân và rất thân, xin quý vị chúng ta dành tặng cho những tình bạn của chú rể cô dâu và những người bạn rất thân của mình một tràng pháo tay thật lớn thay cho lời cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vâng, vậy là chúng ta đã chính thức khép lại phần trao quà trong buổi chiều nay. Ngay giờ phút ở đây cũng là một món quà nữa cũng ngọt ngào và nồng nàn như tình yêu của hai bạn. Xin mời cô dâu và chú rể vui lòng hướng về phía bên tay phải, chung tay rót ly rượu hồng quàng tay nhau uống thề nguyện xe tóc tóc chọn để bên nhau. Xin mời hai bạn tự nhiên. Rồi tình yêu như ngọn sóng dịu dàng xô đến bên anh. Cả một đại dương hạnh phúc tắm mắt cho em tháng ngày. Đôi bàn tay ta sẽ giữ lấy ân tình mình đẹp biết mấy. Dẫu biết rằng đường đời còn xa hỡi em, tựa vào bờ vai này nhé, trọn đời che chở cho em. Giữ chặt đôi tay em nhé, nhỏ bé nhưng thật ấm êm. Vui buồn ta sẽ cùng chia sẻ để ngày chỉ còn hạnh phúc. Cảm ơn định mệnh đã cho ta gặp nhau. Rồi tình yêu như ngọn sóng dịu dàng xô đến bên anh. Cả một đại dương hạnh phúc tắm mắt cho em tháng ngày. Đôi bàn tay ta sẽ giữ lấy ân tình mình đẹp biết mấy. Dẫu biết rằng đường đời còn xa hỡi em, tựa vào bờ vai này. Chị và các bạn thân mến, trên đây thì ban tổ chức tôi đã nhận thấy tình cảm con dâu và chú rể họ đã khăng khít bền chặt và keo sơn. Và ngay bây giờ đây sẽ là phần việc của tất cả quý vị và các bạn chúng ta đấy ạ. Những tình cảm quý vị đã cùng lặn lội trở về đây với những quãng đường rất là xa, không quản thời tiết mưa gió. Ngay sau đây ban tổ chức tôi sẽ kết nối tất cả những tình cảm chúng ta trở về với ngày lễ trăm năm của hai bạn bằng cách xin mời quý vị chúng ta hãy vui lòng đăng đầy cho mình những chiếc ly, những chiếc cốc ở trên mặt bàn mà đại gia đình ở nhà trai đã chú đáo chuẩn bị trước. Và khi ban tổ chức tôi hô bắt nhịp từ 1 đến 3, rất mong muốn những tình cảm quý vị chúng ta sẽ cùng hô to thật 1 đến 3 thật to. Còn ai chưa đúng không ạ? Chúng ta cùng giơ cao chiếc ly qua đầu để cho cô dâu chú rể chúng ta cảm thấy vui ở trong lòng hơn. Quý vị có ba chúng ta sẵn sàng chưa nào?
con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xin như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đến ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thật vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đến ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đến ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thật vui. Con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xin như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đến ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thiệt vui. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xin như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đến ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Xỉn nha, nhớ đó nha, ok.
nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba yo, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng ba con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Một hai ba yo, mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đề bờ. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Vui luôn nha. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, sớm có cháu đề bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, vô nè, một hai ba vô. Đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm,
đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên, là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Oh, oh, oh. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì, bao giờ hay hứa trọn đời yêu.